Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và trong video ngày hôm nay thì em lên sóng giới thiệu tới anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Prado có năm sản xuất năm 2008, nhập Nhật, động cơ máy 2.6, sử dụng số tự động 2 cầu anh em nhé. Thì đây là một dòng xe sang của thương hiệu Toyota Prado, thì gần như là anh em nào chúng ta đã từng lái xe chúng ta đều biết đến cái hãng xe này. Đây là một mẫu xe lúc mới của nó cũng khá là đắt tiền, và đến bây giờ thì giá của nó chỉ còn 480 triệu đồng thôi là anh em có thể sở hữu được ngay mẫu xe mà không lỗi nhỏ. Cam kết với anh chị và các bạn là chiếc xe này là bên em bán là có bảo hành cho anh em về vấn đề là tai nạn đâm đụng và ngập nước nhá. Con này sơn sim màu đen, đã được dán một cái bộ tem Land Cruiser Prado. Xe có bậc bệ lên xuống nguyên bản theo xe này. Con này thì form dáng của nó nhìn rất là hầm hố và nhìn rất là sang trọng luôn. Đây là một mẫu xe 7 chỗ ngồi, cực kỳ là rộng rãi và đi rất là bền, cực nành luôn, và chạy rất là êm và cách âm thì cực kỳ tốt. Đấy, bác nào mà chúng ta mà có tầm tiền dưới 500 triệu mà tìm cái dòng xe mà xe sang 7 chỗ ngồi đi gia đình ấy, thì lựa chọn dòng Prado này đi thì gần như không thể lỗi mốt được. Bây giờ dòng này lăn bánh ngoài đường nhìn vẫn rất là chất luôn. Con này thì về các bác sẵn sử dụng thôi, không cần phải làm cái gì cả. Cản bao giờ sốc trước phần đầu xe, body kit này, nguyên bản theo xe này. Đấy, một dàn nốt này còn khá là dày anh em nhé. Máy đang nổ này, máy rất êm luôn. Máy của Toyota thì các bác có thể yên tâm về cái độ bền của nó rồi. Nội thất ghế da là ghế da zin nguyên bản theo xe anh em nhé. Ghế da zin nguyên bản theo xe. Đây, số tự động đây. Số tự động có cả hai cầu này, điều hòa auto, màn hình DVD, camera hành trình đầy đủ hết, trần nỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, gương kính chỉnh điện, tắp nô tắp ni rất là tươi anh em nhé. Con này tắp nô tắp ni gần như là không có vết sơ suất gì cả, bởi vì hầu như những cái dòng xe này thì đều là gia đình người ta sử dụng lúc mới, nó đắt tiền lắm cho nên là anh em nào cũng rất là giữ xe. Ghế da zin này các bác này, chưa may lại ghế da mới đâu. Đằng phía sau chúng ta có thể chỉnh được cửa gió điều hòa này, và chiếc xe này thì có hai dàn điều hòa cả phần phía trên trần nữa. Tắp ni phía sau xe đây rất tươi luôn. Đây, keo chỉ con này là cam kết với anh em là zin cả xe nhá. Và con này là gầm bệ của nó là không có mục mọt gì cả. Đây gầm bệ của xe đây. Gầm bệ là cam kết với anh chị các bạn là không mục mọt gì nhá. Gầm rất đẹp luôn. Hai mở cốp ra đây, đây là một không gian hàng ghế phía thứ ba cực kỳ là rộng rãi. Anh em gập xuống thì nó là hàng ghế thứ bảy, rất là rộng rãi, có thể ngồi được 3 người lớn ở hàng ghế thứ ba này. Đấy, còn đâu là nếu mà chúng ta muốn để đồ thì chúng ta treo lên thì đây là không gian cực kỳ là rộng rãi luôn. Đấy, Prado mở cửa ra nhìn cái phía này rất đẹp luôn. Nó có bản nốt treo, con này nó là bản nốt gầm. Nốt gầm thì nhiều anh em thích hơn. Đây, nội thất xe rất đẹp luôn, rất tươi luôn. Này, ghế da zin từ năm 2008 giờ gần như là chưa xuống cấp mấy. Con này phải nói là một chiếc xe mà còn khá đẹp. Đấy, tắp ly của nó xe rất tươi luôn. Mua con này thì anh em khỏi phải suy nghĩ về vấn đề là tâm đụng ngập nước, bởi vì cửa hàng em đã cam kết với chị các bạn rồi, nếu sai thì cửa hàng sẽ nhận lại xe và hoàn đủ tiền cho các bác nhé. Đấy các bác này, tắp ly rất tươi này. Đấy, tắp lô rất tươi luôn. Đấy, con này em sẽ cho anh chị và các bạn xem qua luôn cái hệ thống động cơ của em nó nhá. Máy nổ cực êm, cam kết với các bác là máy chất, gầm bệ chạy chắc lịch em du luôn. Xe không lỗi gì cả, mua về là sẵn sử dụng thôi. Prado 2008 máy 2.6, con này xăng cộ nó rơi vào tầm khoảng chục lít, hơn chục lít trên trăm cây. Đây, máy của nó đây, máy Toyota thì các bác biết đó là một trong những cái động cơ máy cực kỳ bền và lành. Và đi xăng cộ của dòng Toyota này thì nó không tốn kém gì so với những hãng xe khác. Mặc dù máy 2.6 nhưng xăng nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 11-12 lít xăng trên 100 km thôi. Máy thì khô ráo sạch sẽ nhé, không có hơi thừa hơi tiếc gì cả. Con này anh em mua về sẵn sử dụng thôi, không cần phải làm gì cả nhé. Này toàn bộ những cái hệ thống dàn đầu xe và hệ thống kết nước thì vẫn còn là nguyên zin. Đó. Những cái đời 2008 này thì chắc chắn là cũng sẽ có một số những chi tiết và phụ kiện nó hao mòn theo năm tháng, thì kiểu gì chủ xe cũng làm lại được. Và ra gara thì gara đều là đề xuất gọi là thay mới, nhưng mà để mà đời 2008 mà còn mọi thứ tất cả từ những con ốc mà chúng ta đòi hỏi được nguyên zin 100% như mới thì hoàn toàn là không có nhé. Và con này là gốc thành phố, anh em nào ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì ra tên là không mất 20 triệu tiền biển. Bác nào mà muốn chốt chiếc xe này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0852 555 555, và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết. Và cửa hàng em thì có nhận trao đổi xe. Quý vị chị và các bạn chúng ta có xe mà chúng ta có nhu cầu muốn trao đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em để chúng ta cùng tính bài toán là trao đổi xe nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ hàng bên em. Anh em nào mới xem được video của em lần đầu thì hãy nhớ ấn nút đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật và được theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ hàng bên em nhá. Chào tất cả các bác.